Thưa quý vị, Trọng Tâm Group đang tăng cường đầu tư hiện đại hóa cảng quốc tế Long An. Đây là một trong những đầu tư quan trọng để góp phần đưa cảng quốc tế Long An đạt mục tiêu trở thành một trong những cảng hàng đầu được công nhận tại châu Á. Cuối năm 2022, ba cẩu bờ hiện đại hàng đầu thế giới của Mitsui E&S đã vượt đại dương từ Nhật Bản về đến cảng quốc tế Long An, Việt Nam. Những ngày giáp Tết Quý Mão 2023, chuyến tàu thứ hai chở thêm 9 cẩu bãi cũng đã kịp cập bến cảng. Trong năm 2023, cảng quốc tế Long An sẽ dự đủ số lượng 24 thiết bị cẩu từ nhà sản xuất Mitsui E&S. Các cẩu thì đều được sản xuất cùng với một cái công nghệ, cùng một cái điều kiện quản lý chất lượng của Mitsui mà cung cấp đến toàn thế giới, giống như ở Mỹ hay châu Âu. Và các cẩu ở Long An thì được sử dụng là các cẩu chạy bằng điện, thì có cái hệ số mà phát thải khí thải là rất là thấp, đảm bảo cho cái việc là thân thiện với môi trường của cảng cũng như định hướng phát triển ở đây, và cái hiệu suất cũng rất là cao. Với những thiết bị cẩu hiện đại cùng hạ tầng cảng được đầu tư bài bản, cảng quốc tế Long An sẽ cung cấp trọn gói các dịch vụ xếp dỡ container trong năm 2023. Sản lượng khai thác mục tiêu là 500.000 TEUs một năm, từ đó góp phần giới thiệu thương hiệu cảng quốc tế Long An ra khu vực và quốc tế. Thì trong năm 2023, định hướng phát triển của cảng là sẽ tiếp tục sử dụng các cái cầu cảng 1, cầu cảng 2, cầu cảng 3 để khai thác các cái hàng rời và hàng tổng hợp, và cầu cảng 6, 7 là để khai thác hàng container. Và kế hoạch năm cuối năm 2023, cảng Long Quốc tế Long An sẽ hợp long tất cả các cầu cảng thành một cái bờ chiều cảng nó dài khoảng 2,3 km. Thì đây là một cái cơ hội rất là lớn để phục vụ cho các doanh nghiệp cũng như là cái nền kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long. Cảng quốc tế Long An có vai trò vô cùng quan trọng đối với việc xuất nhập khẩu hàng hóa biển. Trong năm 2022, lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 2,2 triệu tấn, tăng 10% so với năm 2021. Long An đã và đang hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, tăng tính kết nối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời kết nối với cảng quốc tế Long An, tận dụng và phát huy tối đa thế mạnh cả đường thủy lẫn đường bộ, tạo đà thúc đẩy kinh tế Long An phát triển mạnh mẽ và trở thành tỉnh có thế mạnh nổi bật về công nghiệp. Bên cạnh đó, sự phát triển của cảng quốc tế Long An ngoài góp phần giảm ách tắc giao thông đường bộ trong khu vực, còn làm giảm chi phí vận tải cho doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An nói riêng, tạo sức cạnh tranh cho hàng hóa trong khu vực và sức bật cho việc phát triển kinh tế đồng bằng sông Cửu Long.